mừng các bạn nhỏ đang đến với chương trình Chúc bé ngủ ngon của Quanh Quay Radio. Hello anh Đông đó. Giọt Sương ơi, từ lúc phong tỏa tới giờ á, không được gặp nhau nên anh nhớ Giọt Sương với Timo quá. Em cũng nhớ anh Đông đó với Duyên nữa đó. Mà anh Đông đó ơi, anh có thấy cái chiếc kệ phía sau em không? Đâu? Đâu? Ôi, đã quá vậy. Em có nhiều bánh quá chừng luôn. Lương thực dự trữ của em đó nha. Thật là ganh tị với Giọt Sương. Nhưng mà anh Đông Đốm cũng không thua gì đâu nha. Đây nè. Wow, sô-cô-la hả? Khi nào mà gặp anh Đông Đốm á, anh nhớ chia cho em nữa đó nha. Câu chuyện nền nhà vững chắc. Đang nói chuyện với ai mà vui vậy con? Dạ, con đang video call với Giọt Sương nè mẹ. Giọt Sương có cả một kho bánh để dự trữ luôn đó mẹ. Đâu, mẹ xem nào. Phòng ngủ của con như là một căn nhà mini vậy đó hai Giọt Sương. Dạ, giờ con mới để ý thấy nó giống thiệt luôn á. Nếu có một căn nhà của riêng các con thì các con sẽ làm gì với nó nè? Dạ, con sẽ mua thật nhiều robot và máy bay. Con sẽ xếp đầy căn nhà của con luôn, rồi bỏ thật nhiều sô-cô-la vào tủ lạnh nữa. Còn Giọt Sương thì sao? Con sẽ mua thật nhiều búp bê và gấu bông, để ở đâu con cũng có bạn hết, với lại thật nhiều bánh kẹo nữa. Wow, các con ai cũng muốn đem những điều mình yêu thích về căn nhà của mình đúng không nè? Dạ. Vậy còn căn nhà thuộc linh của các con thì sao nào? Các con đã nghĩ tới chưa? Ồ, có căn nhà thuộc linh nữa sao bác? Lần đầu tiên con nghe thấy luôn á. Mà bác ơi, căn nhà thuộc linh nghĩa là gì vậy ta? Căn nhà thuộc linh á, nghĩa là căn nhà mà Chúa ở với con. Và đó chính là đền thờ Chúa ngự trong thân thể của mình đó con ạ. À, con nhớ rồi. Lúc mà con ngồi á, con chuẩn bị cho trại hè thì cô giáo có nói là khi nào con làm việc Chúa hết lòng thì cũng như là con xây nhà trên thiên đàng vậy đó. Đúng rồi Giọt Sương. Trong Kinh Thánh chúng ta được so sánh như là những người thợ xây nhà. Dù chúng ta là những người thợ xây như thế nào thì Đấng Christ phải là nền của mỗi chúng ta. Đấng Christ là nền. Để mẹ nói cho các con dễ hiểu hơn nha. Các con nghĩ xem, khi chúng ta xây nhà trên cát và xây nhà trên đá thì ngôi nhà nào sẽ vững chắc hơn nè? Dạ, là xây nhà trên đá ạ. Đúng rồi, các con giỏi lắm. Trong Kinh Thánh sách Ma-thi-ơ, đoạn 7 từ câu 24 đến câu 27 có chép: vậy kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên vần đá, có mưa sa, nước chảy, gió lay xô động nhà ấy, song không sập vì đã cất trên đá. Kẻ nào nghe lời ta phán đây mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên cát, có mưa sa, nước chảy, gió lay xô động nhà ấy thì bị sập, hư hại rất nhiều. Điều đó có nghĩa là gì vậy mẹ? Điều đó có nghĩa là chúng ta phải luôn đặt đức tin nơi Chúa. Đức tin của con đặt nơi Ngài lớn mạnh chừng nào á, thì căn nhà đức tin của con sẽ là nền nhà vững chắc chừng ấy. Vì chẳng có ai có thể đặt một nền móng khác ngoài nền đã được đặt là Đức Chúa Giêsu Christ. Nhưng chẳng phải tụi con đã được ba mẹ dẫn dắt thuộc linh cho tụi con rồi hay sao? Con sẽ không mất đức tin đâu. Đồng đó mà, ba mẹ chỉ giúp con biết đến lời Chúa và gây dựng đức tin của con khi con còn nhỏ thôi. Nhưng mà khi sau này con lớn lên á, con sẽ có những quyết định của riêng chính mình. Lúc này thì những điều mẹ chia sẻ cho con và Giọt Sương á, là những điều sẽ nhắc nhở chúng con đó. Dạ, con hiểu rồi. Vậy tụi con phải làm gì nữa đây mẹ? Mỗi công trình của chúng ta, hay còn gọi là mỗi căn nhà của chúng ta, sẽ được thử nghiệm qua lửa. Những thứ còn lại khi qua lửa là gì thì các con biết không? À, những thứ mà đi qua lửa mà vẫn còn lại á, thì con biết giống như là vàng phải không bác? Kim cương nữa. Các con rất là thông minh. Đó là bạc, vàng và đá quý, là những chất liệu sẽ còn lại khi được thử qua lửa đó. Wow, nếu mà căn nhà con có ba điều đó thì con sẽ giàu lắm luôn đó mẹ. Nhưng trước tiên á, các con phải xây dựng đức tin của mình mạnh mẽ ở nơi Chúa Giêsu. Trong thời gian giãn cách xã hội, thay vì các con dành thời gian để chơi game nè, xem phim, tán gẫu,
thì hãy dành thời gian để đọc Kinh Thánh và cầu nguyện nha. Mẹ tin rằng các con sẽ có đức tin lớn mạnh. Dạ, tụi con sẽ thực hiện điều đó ngay. Con cảm ơn mẹ đã hướng dẫn cho tụi con hiểu hơn về căn nhà thuộc linh của chính mình. Nếu mà hôm nay mẹ không nói những điều này, chắc là con và Giọt Sương sẽ không có biết đâu. Còn các bạn nhỏ thì sao nè? Xin Chúa hướng dẫn để căn nhà thuộc linh của mỗi bạn nhỏ luôn chứa đầy lời Chúa và những lời cầu nguyện mỗi ngày nhé. Các bạn hãy nhớ xây dựng cho mình căn nhà tràn ngập lời của Chúa nha. Bây giờ mời các bạn nhỏ cùng anh Đom Đóm cầu nguyện. Con cảm ơn Chúa vì trong lúc dịch bệnh xảy ra, Ngài vẫn bên cạnh và ban sự bình an cho chúng con. Xin Cha giúp con, Giọt Sương và các bạn luôn giữ đức tin nơi Chúa và xây dựng đức tin của mình thật mạnh mẽ. Mỗi ngày nơi Chúa Giêsu, con dâng mọi điều trong bàn tay của Chúa và con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Và bây giờ thì mời các bạn nhỏ cùng mở Kinh Thánh ra và đọc lớn câu gấp hôm nay được chép trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 11 nào. Vì chẳng ai có thể đặt nền móng khác ngoài nền đã được đặt là Đức Chúa Giêsu Christ. Mong rằng là tình hình dịch bệnh sẽ sớm kết thúc ha, để cuộc sống của mọi người sẽ trở lại như bình thường và tốt hơn trước đây nữa ha anh Đom Đóm. Anh cũng mong như vậy đó Giọt Sương. Đom Đóm và Giọt Sương cũng rất mong nhận được những phản hồi và đặc biệt là những câu chuyện từ chính các bạn nhỏ gửi về cho chương trình để chúng ta cùng kể cho nhau nghe và lớn lên mỗi ngày trong Chúa nhé. Còn bây giờ thì đã đến lúc chúng ta phải chào tạm biệt nhau rồi. Hẹn gặp lại các bạn nhỏ vào câu chuyện tiếp theo. Chúc bé ngủ ngon! Giấc mơ đã đến rồi, trăng sao sáng dịu kỳ, tình Chúa cho con người. Ngủ à nhé bé ơi, tiếng ru Chúa êm đềm, Giêsu yêu em nhiều, em hãy ngủ đi. Yeah.